Mến chào cô bác anh chị em. Cao Hớn hôm nay xuống quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Sa Đéc để cập nhật tình hình về công tác chuẩn bị lễ hội festival và cũng như là quảng trường đồ sộ 140 tỷ có tên là quảng trường Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là ngày 28 rồi, còn 2 ngày nữa là diễn ra lễ hội festival. Thì mọi người đang gấp rút để làm hoàn thiện những cái bước cuối cùng. Và hôm nay mình thấy là mọi người đem bông hoa cũng như là kiển đem ra đây để trang trí, cũng như là những cái cây cảnh mà để trưng bày thi với nhau. Đó, đây là cái lẵng hoa rất là lớn, là hình chiếc nón. Còn phía trước đây là cái bảng tên Hồ Chí Minh cũng như bông hoa phía trước. Còn sân khấu đó là phía sau rất là đồ sộ. Mình sẽ đi giáp một vòng cái quảng trường này để quay cho bà con, cô bác, anh chị em xem nha. Quảng trường này làm rất là đẹp luôn đó mọi người. Hiện tại thì đang lót những cái phần cuối cùng nè. Những cái toàn là đá không à. Đá thường cho đến đá hoa cương rất là đẹp. Mặc dù chưa hoàn thành nhưng mà mọi người, người dân Sa Đéc cũng như ở phương xa rất là háo hức đang chờ đợi, cũng như đi về cái quảng trường này để ngắm cảnh và chụp hình. Mặc dù công tác chưa hoàn thiện nhưng mà trước mắt mình thấy là màu sắc rất là sặc sỡ và đẹp luôn á cô bác anh chị. Ở đây có một cái vòng tròn cha được trang trí bằng hoa tươi không nè. Bên đây cũng vậy nữa nè. Trời ơi, đưa cho mẹ. Thì trước mặt cái bảng tên quảng trường Hồ Chí Minh thì có hệ thống phun nước gồm có 8-9 vòi nước gì đó, mà hệ thống là màu buổi tối rất là đẹp luôn, màu sắc rất là sặc sỡ. Đó, hiện tại mình thấy có hai anh là đang chùi rửa nè để chuẩn bị đẹp nè. Trong những cái tên mà quảng trường Hồ Chí Minh này có hệ thống đèn chống không anh? Tối mới có đèn ở trong cái chữ ha. Đó, phía sau là những cây trà là nha mọi người. Còn đây là những cái nhà khách. Đó, bông nè, để theo khu vực rất là đẹp. Bông so nhái hai màu, màu đỏ màu vàng màu tím nữa nè. Cái quảng trường kìa, hết hồn không, buổi tối rồi mở lên rất là đẹp luôn á. Bên đó sẽ khách đại biểu cũng như là trưng bày những cây hoa kiển để thi với nhau. Hiện tại mình thấy là có một số chậu hoa đang để lên trên phía trên để trưng bày rồi nè. Bữa nay đẹp hơn hai bữa trước rồi. Hai bữa trước mình có xuống đây, mình thấy là chưa có trang bị nhiều, bữa nay là rất là đồ sộ rồi. Những cái cột đèn hết hồn luôn. Và sân khấu nè, ban ngày mình nhìn thấy cái độ hoành tráng của nó là cô bác anh chị. Đặc biệt là trên sân khấu đó có hai cái bông hồng khổng lồ đó. Đó, bông hồng đó buổi tối là bắt lên rất là đẹp luôn á. Sân khấu tới giờ vẫn chưa xong nữa cơ. Ở đây là cái bảng tên festival
Bây giờ mình gai mặt phía trước, còn cái này là cái mặt sau phía trong quảng trường. Chúc mừng năm mới. Wow, quá đẹp luôn cô bác anh chị. Những cái bông này chưa có để vào trang trí nữa nè. Hoa cúc, bông hồng. Bông hồng đang ra búp màu vàng rất là đẹp. Bên đây thì sắc sưng sa đéc. Hiện tại thì rất là nhiều công nhân đang làm. Đó. Ở đây sẽ để bông hoa kiển dưới đây nữa nè, trồng nữa nè. Và bây giờ mình sẽ ra phía trước nha. Đó, những chiếc xe hoa được đẩy tới. Xe tải rồi xe con chở đầy đủ. Đây là cái mặt trước của cái bảng chính đó. Lễ hội festival hoa sa đéc 2023 thì ở đây là năm nay là diễn ra lần thứ nhất cho mọi người. Quá đẹp. Mình bước vô đây gần chút xíu. Ở trên đây là sẽ chắc lên những cái phần hoa trên đây nữa nè, mà chưa làm kịp. Bữa nay mới 28, chắc là mình nghĩ là tối ngày mai 29 thì sẽ rất là đẹp luôn á. Chiếc xuồng hoa. Những cái thúng dạ để cái chậu hoa vô mini trang trí nhiều màu sắc, nhìn rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Hiện tại mình thấy xa xa đó có một chiếc xe đang cẩu một cái cây kiển rất là đẹp xuống kìa. Mình nhìn từ xa thì nó giống cây me quá. Hình như là cây me đang cẩu xuống. Cây me rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Đang cẩu xuống để trưng bày cho lễ hội festival. Đang có trái luôn kìa. Quá độc đáo không? Cây me đang có trái luôn.
quá đẹp. Cái bộ rễ của cây me là nằm giống hình thú luôn mọi người. Hiện tại thì mấy anh công nhân đang di chuyển cây me này xuống. Cây me quá to do đó là phải dùng cái cần cẩu nè. Đó. Hiện tại thì đang cẩu cây me lên. Hiện tại xa xa mình thấy là cây me rất là nặng, dây cẩu bị đứt luôn mọi người. Đây nè, rất là nguy hiểm. Nên là chưa mang lên cao á. Mang cao rất là nguy hiểm, để mình quá trời nặng luôn, cẩu không nổi luôn rồi. Đứt hết hai dây hai bên rồi. Của nó khổng lồ luôn mọi người. Hiện tại cái me có trái rất là đẹp luôn á. Mình đứng ở phía ngoài mà nhìn bao quát rất là đẹp luôn cô bác. Mình sẽ đi giáp một vòng qua phía bên kia luôn nha. Bên kia mình thấy để những cái chậu hoa lớn cũng tuyệt vời lắm. Đẩy cái xe lại. Ở đây thì để ngoài giấy. Ở đây có cây hoa giấy cổ thụ nè mọi người, gốc đẹp quá đẹp. Cái hàng này được trồng những cây trà là, nguyên một cái tuyến đường này luôn. Đó, hiện tại thì đang gấp rút nè, trồng trong 2 ngày nữa là xong. Ban ra đó và trồng cỏ thảm xuống. Mình đi qua cái tuyến đường bên đây. Trời, có ba cái gốc cây gì bự rồi kìa. Ở đây mình thấy là có trang trí ba cái gốc cây, mình không biết cây này cây gì mà nó to. Cái bề hoành nó giống như một cái củ á, củ khoai mì khoai lang vậy mà nó bự ra nè. Ba cây và có những cái cây mai ở đây nữa nè. Rồi mấy cây mai vàng ra bông sớm rồi. Cái này được lót bằng đá hoa cương hết rồi mọi người. Rồi cái gốc đây nè. Đẹp quá trời đẹp luôn rồi. Mình thấy bông hoa mai là mùa xuân là đến rồi. Đây nè, cây mai này cũng vậy nữa nè. Quá trời đẹp. Bên đây hai cây nữa. Rồi gốc này mình không biết gốc cái gì mà to quá to. Những cái chậu bông lớn này được gắn những cái cây xanh. Cây xanh bonsai ở trên đầu đó.
đó. Còn ở đây thì có tượng Bác Hồ trước mặt, cũng đang trang trí bông hoa trên đây rất là nhiều. Hai ngày nữa mà diễn ra thôi thì mọi người mà đến đây tham quan thì sẽ thấy tuyệt vời. Đầy đủ màu sắc hết cô bác anh chị, rất là đẹp luôn nè, hoa hồng nè. Hoa hồng bông nhỏ. Số lượng công nhân hôm nay làm theo mình đoán tới mấy trăm người. Những cái hạng mục này chưa xong nữa nè, mà trong hai ngày là diễn ra rồi. Hoa giấy đẹp quá. Hiện tại mình thấy xuồng bơi trên cạn luôn kìa. Đó. Xuồng di chuyển trên cạn luôn mọi người. À, giờ này chưa nắng mà mình thấy trên sân khấu. Ôi chiếc xuồng chạy bằng máy luôn. Chiếc xuồng chạy trên cạn mà chạy bằng máy luôn kìa. Đó, đang tập vợt, đang tập vợt để cho tối bữa mốt biểu diễn mọi người. Còn hiện tại trên sân khấu á, mình thấy nhiều nghệ sĩ đang tập vợt giữa trưa nắng luôn mọi người. Đang tập vợt để múa. Rồi tiếp đi em. Tập cho hợp đi em. Cho thầy nha. Không có sửa không gì đó. Tiếp đi nhưng mà sẽ kéo này. Bạn giữa lên trên nè. Lên trên nè. Bạn kia lên trên nè. Rồi ok. Sân khấu quá rộng lớn luôn mọi người ơi. Quá trời hoành tráng rồi. Đang tập vợt nè.
không gian bao quát. À, còn vị trí này là trang trí kiển để thi nè cô bác anh chị. Những cây kiển bonsai mini rất là đẹp luôn nè. Hiện tại thì mình thấy mới đem đến đây 7-8 chậu thôi. Đó. Tuyệt vời không? Cây này là 147. Wow, tuyệt vời. Đẹp rồi kìa, bên đó có 3 cây cổ thụ mà mini nữa kìa. Ôi, cây này cây gì kìa, cái lá. Đẹp quá, đẹp luôn cô bác anh chị. Bonsai. Không có để tên cây, cái đó mình không biết. Nhưng mà cái lá nó đẹp nè. Ở cây này lá cắt tỉa hết trơn rồi. Đang có trái kìa. Không biết là cây gì mà đẹp mà có trái nó ra như mini mini nhỏ nhỏ đó, mọi người. Bên đây nữa nè, cây này cây linh sam nè. Cây này cây linh sam mình biết nè. Đẹp quá đẹp. Qua bên đây mình tham quan 3 cây này nữa. Đây, cây này cũng cây linh sam nữa nè. Đây cũng cây linh sam luôn. Gốc đẹp quá trời đẹp. Đây cây linh sam mà dáng kiểu khác nữa nè mọi người. Bộ rễ đẹp quá trời đẹp luôn à. Bông màu tím à. Cô bác anh chị em nào mà ở phương xa không đi đến đây được thì có thể là đăng ký like hoặc là theo dõi cái fanpage Thích Lang Thang của mình để mình luôn cập nhật những cái cảnh đẹp cũng như là lễ hội festival diễn ra 5 ngày tại thành phố Sa Đéc cho cô bác anh chị em xem ạ. À.